năm 1953, thực hiện kế hoạch Nava, quân Pháp đã tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhằm tiêu diệt quân ta, giành lại thế chủ động trên chiến trường. Trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng tình hình của địch, Bộ Chính trị nhận định Điện Biên Phủ đã trở thành trung tâm của kế hoạch Nava. Có tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm này thì mới đập tan được hình thái phòng ngự mới nhất và mạnh nhất của địch. Từ đó mới phá tan được âm mưu kéo dài thời gian và mở rộng phạm vi chiến tranh của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ ở Việt Nam và khu vực Đông Dương. Từ nhận định trên, Bộ Chính trị đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và kêu gọi toàn dân, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch lịch sử vô cùng quan trọng này. Với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng", ta đã có cả một hậu phương hùng hậu từ vùng tự do Việt Bắc, Liên khu 3, Liên khu 4, vùng mới giải phóng Tây Bắc tới vùng du kích và căn cứ du kích đồng bằng Bắc Bộ. Tất cả đều một lòng hướng ra tiền tuyến, hăng hái dồn sức người, sức của để phục vụ cho mặt trận Điện Biên Phủ. Mặc mưa bom bão đạn, mặc mưa nguồn suối lũ, các chiến sĩ công binh, thanh niên xung phong đã ngày đêm bạt núi, bắc cầu, mở những con đường để chuẩn bị cho chiến dịch. Các tuyến đường từ Yên Bái sang, từ Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La lên đều đã nhanh chóng được khai thông. Từ những con đường thấm đầy máu và mồ hôi ấy, từng đoàn xe vận tải cơ giới, xe thô sơ, dân công hỏa tuyến ngày đêm nối nhau hối hả đưa lương thực, thực phẩm, đạn dược vào mặt trận Điện Biên Phủ. Trong khí thế sục sôi lên đường phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ của lớp thanh niên lúc bấy giờ, ông Lê Trạc Ngự đăng ký tham gia thanh niên xung phong và được biên chế vào đơn vị C-300, đội thanh niên xung phong 34. Ông vẫn còn nhớ rất rõ những ngày tháng cùng với đồng đội thay nhau thức thâu đêm, nhịn đói để san lấp hố bom, phá bom nổ chậm cho xe thông đường. Đầu Pha Điên chỉ đánh anh thổ, đều cũng lôi vào xe. Bạn nói rằng là đầu Pha Điên vừa dài mà lại vừa nhấp nhô, cho nên là tinh thần hăng hái của bộ đội dân công, rồi cứ động viên lẫn nhau mà làm một vượt để mà dân công thì đánh gạo tiếp lương ra nữa, nhu yếu phẩm. Còn anh em thanh niên xung phong thì ra sức để một quốc đó, nhất là ban đêm có khi đang làm nhưng mà không may thanh niên xung phong và dân công vẫn chết bởi vì anh thả cái bom bướm. Nguyên đại đội trưởng đại đội 401, đội thanh niên xung phong 40 Nguyễn Đình Tạo cũng từng tham gia bảo vệ đường từ suối Rút đến đèo Pha Đin. Để ngăn chặn sự chi viện của ta cho Điện Biên Phủ, quân Pháp cho máy bay bắn phá suốt ngày đêm. Những địa danh như suối Rút, ngã ba Cỏ Nòi đã trở thành biểu tượng của tinh thần dũng cảm, kiên cường của thanh niên xung phong Điện Biên Phủ. Địch đó là nó cũng tập trung, nó đánh phá ở ngã ba Cỏ Nòi rất là ác liệt. Nó định là ngăn chặn cái đường giao thông tiếp tế của ta ra tiền tuyến, cho nên nó tập trung nó đánh phá ngày, là đánh liên tục. Những cái lúc mà nó thời gian mà nó thả bom á, là hết đợt này đến đợt khác nó thả, nó là bom phá, rồi bom nổ chậm, rồi là bom bi, rồi là bom bướm. Trong cái thời gian đó là nó thả liên tục mà nó đánh suốt ngày, thế thì nó là làm cho cái giao thông của chúng ta nó là gặp cũng nhiều cái khó khăn. Nhưng á là cái lệnh của trên á là phải làm thế nào đảm bảo cho được á là cái tuyến giao thông của ta được thông suốt và liên tục. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ngã ba Cò Nòi là trọng điểm bắn phá ác liệt của kẻ thù nhằm ngăn chặn con đường vận chuyển quân lương của ta cho chiến dịch. Nhưng dưới làn mưa bom bão đạn, lực lượng thanh niên xung phong vẫn kiên cường bám đường để những con đường ra mặt trận được thông suốt. Và hơn 100 thanh niên xung phong đã hy sinh, trong đấy có nhiều thanh niên xung phong Thanh Hóa, để làm nên ngã ba lịch sử Cò Nòi này. Đầu năm 1954, thực hiện chủ trương đánh nhanh, thắng nhanh, bộ đội ta đã đưa trọng pháo và pháo cao xạ vượt qua đèo cao vào trận địa một cách bí mật và an toàn,
sẵn sàng cho cuộc tiến công của quân ta vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu tình hình địch, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Mặt trận Điện Biên Phủ đã quyết định thay đổi sang phương châm đánh chắc, thắng chắc. Để đảm bảo thắng lợi cho chiến dịch, các đơn vị bộ đội được lệnh kéo pháo ra khỏi trận địa cũ, di chuyển đến trận địa mới. Với quyết tâm còn cao hơn núi, bộ đội ta một lần nữa lại phải đương đầu với đèo cao, vực thẳm và bom đạn, bí mật kéo pháo rời khỏi lòng trào ra địa điểm tập kết an toàn. Chính trong lần kéo pháo này, pháo thủ Tô Vĩnh Diện, một người con của quê hương Thanh Hóa, đã hy sinh thân mình để cứu pháo, không để pháo lao xuống vực tại dốc chuối, nêu một tấm gương sáng chói cho đồng đội trước khi chiến dịch nổ súng. Đại tá Trần Quốc Trân, nguyên là trung đội trưởng trung đội 2, đại đội 827, tiểu đoàn 394, trung đoàn pháo cao xạ 367, tham gia chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ, vẫn còn nhớ như in hình ảnh người đồng đội của mình. Trong giây phút gian nguy nhất, đã hành động một cách anh hùng, lấy thân mình chèn pháo. Thế thì đang lúc cho pháo xuống, thì địch bắn đại bác. Địch nó bắn tọa độ thôi chứ không phải bắn trúng đâu. Nhưng mà dù rằng nó không bắn trúng, chỉ bắn tọa độ thôi, thì cũng vẫn ảnh hưởng đến cái hành động của các đồng chí bộ binh. Có thể lơi tay, lỏng tay. Khi nó tuột xuống thì đầu tiên nó hất cái đồng chí Lê Văn Chi đấy, là hỗ trợ cho Tô Vĩnh Diện, hất xuống tòa liền, xuống suối đá. Còn có một mình Tô Vĩnh Diện thôi. Tô Vĩnh Diện thì trước cái tình ấy, anh phải dùng vai để hết lực của mình để cho pháo nó đi về phía toa ly âm, tức là đi theo sườn đồi. Nếu không ấy mà nó cứ đi thẳng thì nó xuống vực, thì Tô Vĩnh Diện là dùng cái vai này này đẩy cho pháo, buộc nó phải đi theo đường vòng cung theo toa ly âm, toa ly dương, để nó khỏi lao xuống vực. Nhưng mà ta biết rằng Tô Vĩnh Diện chỉ nặng hơn 40 cân thôi, bé hơn tôi, đen thôi, sức người có hạn, trọng lượng pháo hơn 1 tấn, hơn 2 tấn, góc độ cao, nó lao rất mạnh, nó vượt qua cả 4 cái chèn của 4 đồng chí pháo thủ, rồi nó dình một cái, nó lao mà nó vượt qua cả 4 cái chèn, nó dình một cái như là ta vấp phải chướng ngại vật dọc đường, dình một cái thì một phía này đã tụt xuống toa lâm, cái đế kính này đè đúng đầu Tô Vĩnh Diện, đè bẹp đầu Tô Vĩnh Diện, cái này này, cái trước này. Sự hy sinh oanh liệt của anh hùng Tô Vĩnh Diện đã thôi thúc những chiến sĩ pháo cao xạ quyết tâm bắn rơi nhiều máy bay của địch trên bầu trời Điện Biên. Hỏa lực pháo cao xạ của ta lần đầu xuất trận đã gây bất ngờ lớn cho địch. Từ chỗ làm chủ bầu trời Điện Biên, chúng đã rơi vào tình huống đối phó, bị động. Cựu chiến binh Phạm Hữu Diễn, nguyên pháo thủ cao xạ 12-7, nhớ lại thời khắc hỏa lực của ta uy hiếp máy bay địch trên bầu trời Điện Biên Phủ. Hiện nay cái anh pháo 105 đã nằm bên trong, mà tôi nằm bên ngoài, tức là bảo vệ cho cả hết, mà bảo vệ cả bộ binh ấy nè. Anh nghe nè. Thứ hai nữa là coi như thế là bảo vệ cho đại bác, bảo vệ cho bộ binh. Tức là khi mà được bắn thì không phải là mình cái hướng nam bắn, bắn cả hướng bắc, hướng tây, là vì hắn nhiều, cho nên là thì bảo vệ mới được. Thì coi như anh đã vô rồi thì bắn như thế là nổ lên trời, gọi là đỏ lửng ra như pháo hoa đó. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, pháo cao xạ của bộ đội ta đã bắn rơi 62 máy bay, bắn bị thương 117 chiếc khác, tạo điều kiện cho các binh chủng pháo binh, công binh và bộ binh ở các tuyến hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lần đầu tiên trọng pháo và pháo cao xạ được quân đội ta đưa vào chiến đấu. Với trọng lượng hơn 1 tấn,
Trọng pháo được kéo bằng sức người vượt qua núi cao để vào trận địa là một kỳ tích, và con đường kéo pháo năm xưa nay đã trở thành một huyền thoại. Đúng 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954, bộ đội ta bắt đầu nổ súng tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bằng việc đánh chiếm trung tâm đề kháng Him Lam. Nằm ở phía nam cửa ngõ dẫn vào tập đoàn cứ điểm, trung tâm đề kháng Him Lam được xây dựng kiên cố với khả năng phòng ngự cao nhất. Trong trận chiến tấn công cứ điểm Him Lam, mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, cựu chiến binh Hoàng Minh Châu, nguyên là tiểu đội trưởng tiểu đội 3, trung đội 7, tiểu đoàn 11, trung đoàn 141, sư đoàn 312, được nhận nhiệm vụ nổ quả bộc phá đầu tiên để mở đột phá khẩu. Bất chấp pháo đạn của địch từ trên đồi cao nã xuống liên tục, ông Châu dũng cảm xông lên, cho nổ thành công hai quả bộc phá, xé tan hàng rào thép gai kiên cố, để đồng đội xông lên đánh chiếm cứ điểm. Trong lúc băng bó vết thương cho đồng đội, ông bị thương và được đưa về tuyến sau chăm sóc. Lúc ấy là tôi mang quả bộc phá lên, tôi đánh nổ xong, thì là phải chạy trên, không có hàm hố gì cả, chạy lên, nổ xong, chạy xuống khoảng 20 mét, thì phải quay mặt xuống dưới, chứ không có nổ là bị ảnh sức ép. Quay mặt xuống, thì bây giờ xuống thấy một đồng đội bị thương. Thì trong lúc ấy là tiểu đội đồng chí khác không chưa lên được, thì tôi lại lấy cái quả bộc phá của cái đồng chí thông binh, lên tôi đánh tiếp rồi xuống, tôi đang thấy một cậu ở trong tiểu đội, rồi tôi bị thương, rồi tôi đang cúi, lôm khom với băng, thì tôi bị một vết thương vào hông này. Trong suốt 5 giờ đồng hồ, cuộc chiến diễn ra cực kỳ ác liệt, bộ đội ta giành giật với địch từng góc chiến hào. Trong trận đánh mở màn này, chiến sĩ Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ Châu Mai, bịt miệng hỏa lực của địch, tạo điều kiện cho đồng đội tiến đánh vào khu vực trung tâm của cứ điểm. Hành động vô cùng anh dũng, cao đẹp này đã tiếp thêm sức mạnh để bộ đội ta xông lên tiêu diệt kẻ thù, làm chủ cứ điểm Him Lam. Tại cao điểm 101 này, tròn 60 năm trước, cựu chiến binh Ngô Tiến Cúc đã vinh dự cùng với các chiến sĩ đại đội 70, tiểu đoàn 428, trung đoàn 141, sư đoàn 312 tham gia chiến đấu, tiêu diệt toàn bộ cứ điểm Him Lam. Mặc dù thời gian đã làm cho quang cảnh nơi đây thay đổi nhiều, nhưng ông Cúc vẫn nhận ra dấu vết của trận đánh ác liệt năm xưa. Cối 82 với cối 60 ly thì đường sau nhà tôi đằng kia kìa. Đấy. Đấy là tờ mặt. Nhưng mà nó quyết tâm, nó sẽ chiếm giữ cái này, thì nó dùng xe tăng lên. Nó sẽ đánh bạt, nhưng mà chúng tôi đã học rồi, ba xoay ba trống rồi, phân biệt được bạn và thù rồi. Chúng tôi quyết tâm đánh, cho nên nó là giải phóng ở trên đây. Xin báo là riêng cái mõm của tôi, đây nha, 406 hy sinh. Cũng tham gia vào trận đánh đồi Him Lam, mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, cựu chiến binh Đỗ Ngọc Châu, nguyên là chiến sĩ đại đội 241, tiểu đoàn 11, trung đoàn 141, sư đoàn 312, vẫn còn xúc động đến nghẹn ngào khi nhớ về thời khắc ác liệt của cuộc tiến công mở màn cho chiến dịch. Mặc cho quân địch điên cuồng chống cự, bộ đội ta vẫn dũng mãnh xông lên. Chiến sĩ này ngã xuống, đã có chiến sĩ khác lập tức thay thế tiêu diệt quân thù. Nhiều lắm. Tôi thực tế này, lúc đó tôi không được cầm súng bắn nhau, nhưng mà tôi làm nhiệm vụ là quân khí và đại đội. Thế là không phải đi giúp, mà trực tiếp là cung cấp đạn cho anh em chiến đấu, nhưng mà cũng phải ở ngoài mặt trận. Cứ người này ngã xuống, đợt khác xông lên. Tôi nói một cái tiểu đội của đại đội 43 mà bác Hoàng Minh Châu này đó đánh cổng khóa đầu tiên đó, ở Him Lam đó, thì hy sinh. Yêu cầu tiểu đội khác lên thay thế. Thế thì lên thay thế thì tất cả ai cũng xung phong hết, không ai dừng lại. Người này ngã xuống, người khác xông lên, cứ như thế. Trận tiến công vào đồi C1 nằm trong đợt tiến công lần thứ hai của quân ta.
Vào thời khắc 17 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1954, pháo binh ta lần lượt nã đạn vào phân khu trung tâm của cao điểm phía đông, tạo điều kiện cho các đơn vị bộ binh dùng bộc phá, mở hàng rào thép gai, đánh chiếm cứ điểm. Chỉ trong 45 phút ta đã hoàn toàn làm chủ đồi C1. Thừa thắng sốc tới, những ngày tiếp theo, bộ đội ta tiếp tục chiếm được cứ điểm đồi E, D1, D2. Cựu chiến binh Trần Trọng Tuất, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn 888E, trung đoàn 176, sư đoàn 316, đã từng tham gia chiến đấu tại cứ điểm đồi C1. Ông vẫn còn nhớ như in trận chiến thần tốc trong vòng 45 phút của quân ta để chiếm được cứ điểm quan trọng này. Mình bắt đầu phát hỏa lên là mình đánh một lèo, thì nó rửa tay không kịp. Đấy. Cho nên là nói chung là nó bất ngờ thì nó cũng có cái giao hàng chính lên đây, nhưng mà lúc đó là nó chen nhau, nó chung nhau, nó trốn, nó chạy đủ kiểu, chứ nó cũng không phải nhiều thằng ở dưới kia nóng quá nó còn cứ chằn, mình bắt nó ra để hàng nó còn cứ chằn. Mất cứ điểm đồi C1. Ngày 9 tháng 4, địch đã điều 2 trung đoàn Âu Phi tinh nhuệ cùng xe tăng để phản kích chiếm lại được 1/2 cứ điểm của ta. Quân ta từ tiến công chuyển sang phòng ngự và đánh địch phản kích. Có những lúc ta với địch đánh nhau sáp lá cà, giằng co nhau từng tấc đất, từng mét giao thông hào. Cựu chiến binh Lê Văn Hào, nguyên là chiến sĩ tiểu đoàn 439, trung đoàn 98, sư đoàn 316, đã cùng với đồng đội chiến đấu rất dũng cảm, ngoan cường để giành lại cứ điểm đồi C1. Nhớ lại. Lúc bây giờ thì cũng không biết cái tên cái đồi là gì cả. Thì tất cả là gọi là đồi xanh. Thế là cái cây cối nó xanh um tùm. Thì nó tấn công ở đây, lúng ở đây thì coi như đơn vị này là bắt đầu đánh diệt 2 đại đội. Thì còn lại thì là nó tháo chạy. Và đồng thời là trong lúc đấy thì mình cũng đuổi theo. Đuổi theo thì lập tức là lúc bây giờ mình chiến sĩ Hoàng Văn Nô là chiến đấu với bọn cũng gan ác lắm. Thì anh ta đã đâm được 4 người, 4 thằng. Thế và đến thằng thứ 5 thì anh bị trúng đạn. Trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thì đội A1 là cứ điểm quan trọng nhất trong hệ thống phòng tuyến 5 quả đồi phía đông, bảo vệ khu trung tâm Mường Thanh. Vì vậy, tại nơi này, địch đã bố trí nhiều binh lực hỏa lực mạnh, có công sự, trận địa kiên cố vững chắc. Trận tiến công cứ điểm đồi A1 là một trong những trận chiến đấu oanh liệt nhất của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì cứ điểm đồi A1 là một trong những cứ điểm giao tranh ác liệt và kéo dài giữa ta và quân địch. Thời gian giao tranh từ ngày 30 tháng 3 cho đến ngày 7 tháng 5. Và với việc quân ta bí mật đưa quả bộc phá 960kg vào cho phát nổ đã thành một hiệu lệnh để quân ta ào lên tiến công để tiêu diệt kẻ thù. Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Lực, chính trị viên đại đội 567, trung đoàn 174, đại đoàn 316, tham gia vào công tác giải quyết chính sách cho thương binh tử sĩ, nhớ về mùa hè đỏ lửa của năm 1954. A1 là một cái cứ điểm rất là quan trọng ở phía đông của Điện Biên Phủ. Cái trận đánh ngày 30 đến 30 tháng 3 đó, thì ta đã không thành công. Mà theo chúng tôi được biết là do cái chỗ có một cái hỏa điểm ngầm. Thế thì bộ đội ta là cứ xung phong lên qua cái bãi trống đến cái hỏa điểm ngầm đó thì bị địch nó bắn quét. Cho nên là thiệt hại rất lớn. Phải nói là lúc đó trung đoàn 174 của đại đoàn 316 chúng tôi cộng với cái trung đoàn của 308 thì thiệt hại rất nhiều. Cựu chiến binh Mai Sĩ Tư, nguyên là tổ trưởng tổ Tam Tam, đại đội 316, tiểu đoàn 249, trung đoàn 174, sư đoàn 316, trực tiếp tham gia vào trận đánh đồi A1. Ở mũi tiến công từ phía Nam, giờ đây, khi trở lại thăm chiến trường xưa, ông vẫn hình dung rất rõ thời điểm quả bộc phá ngàn cân phát nổ, làm rung chuyển cả Điện Biên Phủ. Lệnh của đại tướng là không phải đi dưới thông hào, nhưng mà đầu tiên là cấm từ ngoài kia vào trong này là không được đi trên mặt đất, đi trên mặt đất là bị kỷ luật. Phải đi dưới đường hào hết, vì đường hào từ ngoài mình đào vào là có đường hào tiến quân hết. Thế nên là khi mà
và phá nổ, có lệnh và phá nổ thì không phải lệnh này, tức là không phải đi ra thông hào nữa mà xông phong lên chiếm Lô Cốt, chiếm hầm ngầm, nếu còn thằng nào thì tiêu diệt nốt và chuẩn bị cho công sự để đánh quân phản kích ngày mai. Sau nhiều ngày ta và địch giao tranh ác liệt tại đồi A1, ngày 6 tháng 5 năm 1954, bộ đội ta đã cho nổ và bộc phá 960 kg, làm hiệu lệnh để 5 mũi từ các phía đồng loạt xông lên tiêu diệt các ổ đề kháng còn lại và tấn công vào trung tâm chỉ huy của địch. Để ngọn cờ quyết chiến, quyết thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chứa là chiến sĩ pháo cao xạ, được biên chế vào tiểu đoàn 536, đại đoàn 316. Trong thời gian diễn ra cuộc giao tranh của ta và địch để giành cứ điểm đồi A1, tiểu đoàn của ông được giao nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài để bộ binh tấn công. Đã 60 năm trôi qua, nhưng ông không thể nào quên hình ảnh bộ đội ta với sức mạnh quật cường, đồng loạt tấn công ào ạt như vũ bão vào trung tâm chỉ huy của địch. Khi mà có một phát nổ, thì chúng tôi ở phía kia thì phải chống lên để ấy rồi. Nói chung là cái lúc là quân ta là ào lên và có một phát đá nổ rồi, thì là bộ binh người ta ào lên. Sau chúng tôi đứng ở kia, khi mà địch ra hàng đấy, tôi cảm nhận cái lúc địch ra hàng, thì đơn vị tôi là ngõ là địch phản kích. Đó là viết tiểu đoàn đi, gọi điện về cho sư đoàn, báo cáo sư đoàn địch phản kích cho chúng tôi nổ súng. Có nghĩa là chúng tôi là đơn vị hỏa lực. Thì sư đoàn hạ lệnh là địch ra hàng đấy, chứ không phải đấy, đừng không được phép bắn. Chiến thắng lịch sử vĩ đại Điện Biên Phủ là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, của tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của cả một dân tộc. Thà hy sinh tất cả, chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, của tinh thần hợp tác quốc tế cao cả. Chiến thắng vĩ đại này thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam ở thế kỷ 20. Sự sáng tạo, mưu lược, dũng cảm vì nhân dân quên mình được tôi luyện trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ và hy sinh của quân đội nhân dân Việt Nam vừa tròn 10 tuổi. Thế thì đứng về nghệ thuật quân sự của chúng ta dựa vào cái nguyên tắc chiến tranh nhân dân, rồi điều địch đánh theo cách đánh của ta. Cho nên ta cũng làm cho nó quay đi quay lại đấy. Ví dụ như là ta mở luôn cái chiến dịch sang Thượng Lào, nhốt tưởng ta lại là đánh ở bên đấy, rồi một cú nữa là sang cái Trung Lào. Như là đáng lẽ là Điện Biên Phủ thì bọn tôi như là sư ban nhân tư chỉ có hai trung đoàn, tức là một sư đoàn bộ binh thiếu tham gia Điện Biên Phủ, nhưng mà bí mật thôi. Thế còn một trung đoàn là trung đoàn chủ lực cơ động mạnh của ban 24 là trung đoàn 6 là trung đoàn hòa bình ấy. Thì lại là ông tư lệnh sư đoàn lại đi sang đánh Trung Lào, coi như là Trung Lào cùng với 35 một trung đoàn nữa là mở cái chiến dịch ở Trung Lào, nó tưởng là ta lại là đánh ở đấy, nhưng mà lại là lấy tin là 34, lấy tin là 35, nó lại thì thế. Thế bọn mình lên đấy, cho nên là nó lại phải giam quân của nó tới 25 rem, rem tức là như là cái trung đoàn mạnh ấy. Một cái trung đoàn riêng của nó là 5 tiểu đoàn, 25 tiểu đoàn phải giam ở bên xe lô của Lào. Thì trong lúc đó là với Điện Biên Phủ nó với khi mà bắt đầu ta đánh thì nó không có quân cơ động lại để ứng cứu nữa, vì bị các thứ ta lại giam chân lại cả rồi. Tức là cái cách của chúng ta làm ấy, đúng là tôi nói là nghệ thuật quân sự của chúng ta rất chủ động, điều địch theo ý muốn của ta, theo cách đánh của ta, làm cho anh đông quân nhưng cuối cùng là anh phải phân tán khắp chiến trường. Trong hành trình về với miền đất Điện Biên Phủ vào những ngày đầu tháng 5 lịch sử này, hàng ngàn du khách đã tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ để thắp những nén tâm nhang tưởng nhớ về những người anh hùng đã dâng hiến tuổi thanh xuân vì độc lập tự do của dân tộc. Hòa trong dòng người ấy có những bước chân chậm rãi, lặng lẽ của những người lính Điện Biên năm xưa. 60 năm rồi mà những người lính già vẫn nghẹn ngào, rưng rưng khi thắp nén hương thơm cho những người đồng chí, đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Tây Bắc thân yêu này. Đồng đội của mình hy sinh, và mình ấy thì được cái may mắn là chỉ bị thương.
nên là bây giờ đứng trước tượng đài, đứng trước các mộ của các liệt sĩ thì chúng tôi vô cùng xúc động và thương tiếc. Chỉ biết rằng là bây giờ thì thắp cho các đồng chí một nén hương, vì trước giờ nổ súng thì các đồng chí cũng là những cái người đã từng với chúng tôi khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt. Thế mà đến bây giờ không còn các đồng chí nữa. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, những chiến sĩ Điện Biên quê Thanh, người tiếp tục con đường binh nghiệp, cầm súng chiến đấu cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Người ở lại Điện Biên Phủ để góp sức làm hồi sinh vùng đất ngổn ngang bom đạn. Có nhiều người đã trở về học tập, lao động sản xuất để dựng xây quê hương. Dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, đối với những chiến sĩ Điện Biên Phủ, những ký ức về một thời gian khổ, hy sinh, 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn, vẫn tỏa sáng, trở thành nguồn động lực để mỗi người tiếp tục vươn lên trong chiến đấu, học tập, lao động, góp phần viết tiếp bản anh hùng ca của toàn dân tộc trong công cuộc bảo vệ và dựng xây quê hương đất nước, để có một Việt Nam thống nhất, hòa bình và đang vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày hôm nay. Chiến gian lao.